Con là chị gì, có gia đình nước ngoài con biết không? Giờ giờ giống như hỗ trợ tụi con muốn phòng gì, dù có hay không hay là âm lành những cần biết, nhưng mà muốn phòng gì là 500 ha. Dạ. Thì giống như cô ít lòng nhiều nha con, cho nó qua mùa Covid này tính tiếp, chứ giờ cũng không biết ngày nào mà cũng cầu mong đi con ha. Dạ. Ai cũng đều có hết. Đó. Cảm ơn cô. Khu chủ trọ cầm cọc tiền lớn đi phát cho từng phòng gây bão mạng xã hội. Thành phố Hồ Chí Minh đang thực hiện giãn cách xã hội khiến cho cuộc sống nhiều người bị ảnh hưởng. Thời gian qua, các chủ trọ đã ra thông báo miễn tiền nhà, điện nước để chia sẻ khó khăn với khách thuê. Mới đây, một chủ nhà trọ lại gây sốt khi cầm cục tiền lớn tới từng phòng để phân phát cho mọi người. Video được TikToker có tên là HCK chia sẻ lên mạng xã hội, kèm theo dòng trạng thái của ít lòng nhiều, hôm nay trọ em lại cho tiền mỗi người nữa nè. Trong video, cô chủ trọ đang cầm xấp tiền mệnh giá 100.000 đồng đi tới từng phòng để phát cho người thuê. Theo đó, mỗi phòng sẽ được hỗ trợ 500.000 đồng. Thậm chí, cô chủ còn cẩn thận đến mức ghi chép ra và hỏi han để không ai bị sót. Khi cho tiền, cô không quên dặn dò mọi người phòng dịch và cùng cố gắng để vượt qua giai đoạn khó khăn. Cô nói, mỗi người 500.000 đồng, của ít lòng nhiều nha con, cho nó qua đợt dịch này rồi tính tiếp, chứ cũng không biết như thế nào. Cũng cầu mong đi nha con, ai cũng đều có hết. Nhận thấy tấm chân tình của cô chủ trọ, mọi người đều cảm kích và nói lời cảm ơn. Theo tin Ba Phút tìm hiểu, ngoài phát tiền, chiều cùng ngày, chủ trọ còn phát lương thực cho mỗi phòng là một bao gạo và trái cây đủ loại. Đây, trọ mình hồi nãy hồi sáng cho tiền, bây giờ cho gạo, cho thanh long, cho dưa leo. Ôi, ốt nữa nè. Cái gì này như gì nữa vậy? Quá trời luôn. Đấy, trọ mình cho đó. Thời điểm dịch bệnh, hành động đẹp như của cô chủ trọ khiến cho nhiều người cảm động. Chính sự san sẻ này đã giúp cho những lao động nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn thêm động lực chống dịch, vượt qua giai đoạn giãn cách xã hội. Hôm bữa thấy các cô chú giảm rồi không thu tiền phòng, nay lại thấy cô cầm cục tiền đi phát, cảm động thật sự. Có nhiều người tốt quá, ở trọ mà có cô chủ như thế này thì còn gì bằng. Cuộc sống luôn cần những tấm gương tốt như vậy, mọi người cùng cố lên để chống dịch thật hiệu quả nha. Thời điểm hiện tại, ai cũng có nỗi khổ riêng, đều phải nghĩ cách xoay sở cuộc sống. Khi các tỉnh thành đang giãn cách, mong rằng mọi người sẽ đoàn kết, cùng sẻ chia khó khăn để đẩy lùi đại dịch. Còn bạn có suy nghĩ gì về hành động đẹp trên, hãy chia sẻ ý kiến ngay nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.